con ơi, ngày xưa chú Huy cũng nhớ là chú Huy ấm bé Xuân Mai đấy, còn nhỏ hơn này nữa, từ khi con 4-5 số tuổi à. Bây giờ bé Xuân Mai sinh năm 90 và bây giờ bé Xuân Mai lấy chồng luôn rồi đấy con đó. Chú Tuấn Cảnh năm nay coi như là ông ngoại luôn rồi đó. Đó là cha bé Xuân Mai. Rồi bé Châu Nguyễn Huy cũng bằng con đây này, bây giờ lớn lên chào anh Huy luôn rồi đó, chị cơ không đó. Bao nhiêu thần đồng âm nhạc lớn lên hy vọng một ngày chú Huy sẽ được cầm mic và hát coi như là theo tuổi nghề được như chú Chiến Linh là được rồi, 70 mà vẫn còn người khán giả nghe đấy. Ngày nào mà chú Huy mong là chú Huy cầm mic hát thì lúc ấy con cũng đã lớn trở thành một chàng trai đẹp trai tự hào cho mảnh đất Bắc Ninh. Bắc Ninh đã có Bác Xuân Hinh ở đây thì có anh Tú coi như là đang trở thành một mầm non. Em xin lỗi em, thứ nhất là em hát được ở đây là được sự chỉ đạo của sếp tổng giám đốc cộng đoàn, đó là sếp Vấn Ngọc Anh. Khi nào sếp bảo em ngừng lại không hát nữa thì em sẽ không hát, còn anh thì không thể nêu ý kiến như vậy được bởi vì anh không phải là người trả các xe cho em, đúng không ạ? Ai trả em các xe thì người ấy có quyền nói em đứng là đứng, ngồi là ngồi, hát là hát, ăn là ăn, đúng không? Các xe thì có phân sự danh dự tự ái của nghệ sĩ chứ đấy. Thôi chắc là anh phải làm thêm 1-2 lít nữa đi, muốn cho say để đi ngủ. Anh nên phải làm thêm 1-2 lít cho đủ đô nha. Đấy, còn uống mà không lại thì lát nữa đợi em ra em uống cho. Đấy. Đấy. Thôi, bây giờ thì chú Huy sẽ nhường sân khấu này cho con. Và một lát nữa, nếu mà được sự đồng ý của sếp thì chú Huy sẽ quay lại sân khấu này. Bây giờ thì con sẽ cất giọng lên đi nha. Tất cả chúng ta tập trung chú ý Hồ Văn Cường và coi như là của coi như là cô sao ca nhạc của Giang Ca chị Phi Nhung đã đến sân khấu, nhưng mà chúng ta quyết định đến để cho ekip của chúng ta xin phú quý nữa, ngồi uống nước nghỉ ngơi đấy, ngồi uống nước nghỉ ngơi và cùng hai bài cho nhân tài Bắc Ninh lên chủ tài cái. Dạ vâng, thôi, em nhường đấy. Nào, con giới thiệu đi, tự tin lên, chúng ta quay.